cô chú anh chị và các bạn đã đến với Sen Hồng TV. Hôm nay bữa cơm của gia đình Sen Hồng TV xin gửi đến cả nhà một bữa ăn gồm có hai món, đó là canh chua, chả cá và thịt ba chỉ kho với lại mắm ruốc nghe xã nhà. Đầu tiên là nguyên liệu để thực hiện món canh chua chả cá, với lại cá này là cá dảnh nha cả nhà. Mình nạo thịt xong rồi người ta sẽ xay nhuyễn sẵn cho mình luôn. Tẩm ướp gia vị có hành, một ít tiêu và một ít muối với bột ngọt. Một số loại rau củ để nấu canh chua thì như cả nhà thấy ở đây mình sử dụng đó là nấm rơm, nấm bào ngư, đậu bắp, cà chua, khóm và cà tím. Đối với các nguyên liệu rau canh chua thì cả nhà có thể thay đổi tùy theo sở thích của mỗi gia đình nha. Đây là nguyên liệu để mình thực hiện món thịt ba chỉ kho với lại mắm ruốc. Thì ở đây mình sử dụng là khoảng 200g thịt ba chỉ. Mình sắc miếng vừa nhỏ khoảng bằng một ngón tay thôi. Rồi mình sẽ sử dụng thêm đó là sả ớt băm nhuyễn, củ hành tím và củ tỏi băm nhuyễn. Và nguyên liệu không thể thiếu trong món ăn này đó chính là mắm ruốc. Bây giờ thì mời cả nhà sẽ cùng vào bếp để thực hiện bữa cơm ngày hôm nay cùng với gia đình Sen Hồng TV nha. Đầu tiên thì mình sẽ thực hiện món thịt ba chỉ kho mắm ruốc trước nha. Bây giờ mình đã cho dầu ăn vào trong chảo và khi dầu ăn đã nóng lên thì chúng ta sẽ cho tiếp đó là phần tỏi băm với lại hành tím băm. Chúng ta tiếp tục cho luôn phần sả băm vào. Sau một lúc mình phi thơm thì bây giờ cả nhà thấy là phần sả cũng như tỏi băm nó đã vàng rồi. Mình sẽ cho tiếp thịt heo vào nha. Tiếp tục đảo đều cho phần thịt heo săn lại, sau đó mình sẽ nêm nếm gia vị. Mình sẽ tiếp tục đảo đều như thế này cho đến khi phần thịt heo của mình nó thật là săn lại, để nó ra bớt phần mỡ để phần thịt của nó sẽ săn chắc và ngon hơn nha cả nhà. Tiếp theo là mình sẽ nấu nước, đợi nước sôi để mình nấu canh chua nha. Phần nước đã sôi lên thì mình sẽ cho vào trong chén me để mình làm cho nước me nó tan ra. Khi phần thịt heo đã săn lại thì mình sẽ bắt đầu nêm nếm gia vị cho món ăn này. Đầu tiên mình sẽ cho vào đây là một muỗng đường, cho tiếp vào đây một muỗng bột ngọt. Mình sẽ tiếp tục cho thêm vào đây một muỗng tương ớt. Tương ớt sẽ giúp cho món ăn của mình nó có màu đẹp hơn cũng như là cái vị cay của nó thơm hơn nha. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho phần mắm ruốc vào đây, mình cũng sử dụng khoảng một muỗng mắm ruốc. Bây giờ thì chúng ta sẽ trộn đều cái phần thịt này lại cho nó thật là thấm gia vị. Chúng ta sẽ cho thêm vào đây khoảng nửa chén nước để cho phần thịt của mình nó xâm sắc nước và nó rút hết nước này, nó sẽ thấm vào thịt nó sẽ ngon hơn nha. Chúng ta có thể cho thêm vào đây vài trái ớt sống để cho cái món ăn của mình nhìn nó hấp dẫn và nó thơm hơn nữa. Sau một lúc xào thì cả nhà thấy là bây giờ phần nước sốt nó đã hơi sệt lại rồi. Như vậy là bây giờ thì phần nước sốt nó đã keo lại luôn rồi cả nhà ơi, là món ăn của mình đã có thể hoàn tất và có thể ăn được rồi. Cuối cùng là chúng ta sẽ cho thêm vào đây một ít tiêu nữa cho thơm. Chúng ta tắt bếp. Rồi khi nước dùng đã sôi thì chúng ta sẽ cho chả cá vào trong nồi nước. Đây, chả cá này cả nhà. Mình sẽ múc ra từng muỗng như thế này, cho vào trong nồi nước. Sau một lúc mình ngâm me thì mình sẽ dầm ra cho cái phần thịt me nó tan vào trong nước.
thì mình sẽ cho phần nước me đó qua cái rây để lược lại nước me xuống nồi nha cả nhà. Sau khi mình đã cho cá vào trong nồi và nêm nếm gia vị xong thì bây giờ mình sẽ cho tiếp những cái loại nguyên liệu này vào trong nồi nước dùng của mình nha. Đầu tiên là mình sẽ cho cà tím. Tiếp tục mình sẽ cho khóm vào để nó tạo cái vị ngọt và chua cho nồi nước. Tiếp tục mình sẽ cho phần nấm vào trong đây luôn. Mình sẽ đợi cho nước sôi và dạo cho nó chín cái phần nguyên liệu này mình mới cho tiếp nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ cắt nhỏ cái phần rau nấu chua này để lát nữa mình cho vào nồi canh chua của mình nha cả nhà. Ở đây thì mình có sử dụng là rau tần nè, rau ngò gai với lại con ngò ôm. Những cái rau này là mình tự trồng ở nhà luôn. Mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra như thế này. Thêm một trái ớt nữa cho nó cay cay nó mới ngon nha. Sau một lúc mình nấu sôi trên lửa thì mình sẽ tiếp tục cho đậu bắp và cà chua vào luôn nha. Và bây giờ thì nồi canh chua của mình đã chín rồi cả nhà ơi. Cuối cùng là mình sẽ cho phần rau nấu canh chua vào là mình có thể tắt bếp và thưởng thức món ăn này rồi. Màu sắc rất là hấp dẫn luôn đó cả nhà. Mùi rất là thơm luôn. Rau cho rau vào rất là thơm, mùi đặc trưng luôn đó. Bây giờ thì mình sẽ múc ra tô và chuẩn bị thưởng thức bữa ăn ngày hôm nay thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho phần thịt kho bánh rút ra dĩa để thưởng thức món ăn ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ thì mời cả nhà cùng thưởng thức bữa cơm trưa ngày hôm nay cùng với gia đình Sen Hồng TV nha. Xin mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Nhưng mà nó tốn tên người, tao mời ông bà tao tốn ăn cơm với con. Rồi, con cơm đi con. Làm miếng thịt bánh rút cho con. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Lạ rồi. Ngon quá à. Thơm thơm mũi nước. Vừa ăn nữa. Ngon quá. Rất thích các con ăn được bánh nước. Bạn Đông không biết ăn bánh nước. Ngon vậy muốn ăn được. Ngon quá em ơi. Ngon quá các bạn ơi. Mọi người nhớ làm món này ăn nha. Ngon lắm. Đông gì vậy? Trường đất. Ôi ôi trời nó dai. Chả cá rất là dai đúng không? Dai cắn không đứt luôn hả? Rồi. Mời cả nhà nha. Canh chua chả cá rồi. Đi bài luôn. Thời tiết mưa gió mà lạnh lạnh gió hiu hiu mà ăn canh chua với kho mắm ruốc thì không còn gì bằng cả nhà ơi. Quá trời luôn. Dông. Dông quá dông. Đây có cái lắc lư nữa rồi. Ra đây mẹ bới dặn chén nữa nè. Các bạn thử miếng thịt kho mắm ruốc nữa không? Thơm ngon mà. Ngon. Ngon. Mình có ngõ thằng ngon. Rất là hơi cay, ngon ngọt đúng không? Dạ. Món này thì phải cay cay mới ngon. Ruốc mà phải cay mà ngon. Ngon lắm.
Cô ăn thử không? Em chưa biết ăn. Anh đừng ba ớt, anh đừng ấy muốn cắm. Nhãi đâu ăn dụng miếng đâu ăn được không nhãi ra. Vậy thì gia đình Sen Hồng xin kết thúc clip tại đây nha. Chúc cả nhà có một buổi trưa ngon miệng. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.